Choáng với số lượng thiết giáp BTR-82A Nga muốn nhập biên trong năm nay. Tới nay, thiết giáp BTR-82A vẫn được coi là loại xe chở quân tốt nhất mà Nga có thể biên chế với số lượng lớn hơn trong quân đội. Theo thông tin mới nhất được truyền thông Nga đăng tải, trong năm 2020 này, Nga sẽ cho nhập biên khoảng 420 xe thiết giáp chở quân BTR-82A. Những thiết giáp BTR-82A này được trang bị thay thế cho loại thiết giáp BTR-80 hiện đang được biên chế trong lực lượng lục quân Nga. Ngoài ra, một số lượng lớn BTR-82A cũng sẽ được nâng cấp lên chuẩn BTR-82AM. BTR-82A là phiên bản xe thiết giáp chở quân cao cấp được phát triển từ BTR-80A. Quân đội Nga bắt đầu đưa BTR-82A vào biên chế kể từ năm 2013. Tới năm 2016, Nga mới bắt đầu đặt hàng số lượng lớn loại thiết giáp này. Về cơ bản, BTR-82A là phiên bản thiết giáp chở quân, BTR-80A với phần giáp được cải tiến. Loại thiết giáp chở quân này có chiều dài 7,65m, rộng 2,9m và cao 2,8m. Trọng lượng của BTR-82A khá nhẹ, tối đa chỉ vào khoảng 15 tấn. Xe có kíp chiến đấu 3 người, kèm theo đó là khả năng chở theo tối đa 7 lính, cùng đầy đủ trang bị vũ khí. Đặc điểm nổi bật nhất của loại phương tiện chở quân này đó là nó có thể hoạt động liên tục 24 tiếng mỗi ngày mà không bị xảy ra tình trạng bó máy do nhiệt độ động cơ quá nóng. Xe được trang bị hệ thống tháp pháo kèm theo một khẩu pháo 30mm tự động có khả năng bắn được nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm đạn vạch đường, đạn nổ mảnh. Ngoài ra, xe cũng có một khẩu súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm. Tháp pháo của xe được trang bị hệ thống ổn định hai trục. Phía trước tháp pháo có ống phóng lựu khói 81mm. Nòng pháo chính của BTR-82A có khả năng nâng hạ ở góc bắn từ -7 độ cho tới 70 độ. Phần vỏ của BTR-82A cũng là điểm nâng cấp đáng chú ý, được cấu thành từ vật liệu tổng hợp phát triển từ Kapla, loại công nghệ được sử dụng trong công nghệ chế tạo áo giáp chống đạn, giúp xe vừa nhẹ vừa có khả năng chịu sức tấn công của hỏa lực mạnh. Xe sử dụng động cơ 300 sức ngựa cùng hệ thống chuyển động 8x8. Tốc độ tối đa mà loại phương tiện này có thể đạt được lên tới 100 km/h, tầm hoạt động tối đa 600 km/h. Trên lý thuyết, nếu hệ thống hộp số của xe được nâng cấp, BTR-82A còn có thể đạt tốc độ cao hơn nữa. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.